Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel và quay trở lại với bản tin cuối ngày của mình là anh Tùng ITP anh chị ha. Ok, mọi người đang theo dõi thì cho Tùng xin những cái lượt like, những cái chia sẻ và nhớ để lại bình luận hoặc là thả tim vào phần bình luận bên dưới để giúp cho Tùng được lan tỏa nhiều hơn cái nội dung của video này cũng như là kênh ITP được lan tỏa nhiều hơn chị nhé. Ok, thị trường ngày hôm nay chúng ta thấy là tiếp tục đứt bứt phá và quan trọng nhất là đã vượt qua được cái ngưỡng kháng cự 1180 rồi anh chị ha. Đó, bứt phá thì đến từ cái nhóm ngành VN30 là chính. Đó, tuy nhiên với một cái sự lan tỏa của dòng tiền thì mình nghĩ là nhóm VN30, đặc biệt là nhóm ngân hàng ngày hôm nay đóng vai trò quan trọng, nhưng những phiên tới dòng tiền sẽ tiếp tục lan tỏa qua những nhóm khác anh chị. Đó, giai đoạn này sẽ là giai đoạn mà mỗi thời điểm thị trường sẽ sử dụng một nhóm ngành. Đó, cả từ 2 tuần trở lại đây chúng ta đã thấy điều đó rõ ràng, là một cái điều là chúng ta thấy là nhóm ngân hàng mạnh, nhưng giai đoạn sắp tới nó vẫn sẽ dòng tiền xoay tua và lan tỏa anh chị nhé. Cho nên chị đừng lo lắng là cổ phiếu của anh chị đang nắm giữ không có chạy. Đó, đặc biệt là anh chị nào mà không có cổ phiếu ngân hàng ha, có cổ phiếu ngân hàng thì cứ yên tâm nắm giữ thôi, còn không có thì cũng đừng lo, tại vì sẽ đến lượt của mình thôi. Đó, thì cái hình ảnh mình để ngày hôm nay cho anh chị là mọi người thấy được cái chữ bứt phá những ngày cuối năm, đúng không? Thì chúng ta nói rồi, đặc biệt là cái thời điểm đâu đó khoảng 1 tuần trở lại, gần đến Tết, thì cái tâm lý bán của nhà đầu tư họ sẽ không có tâm lý bán nhiều nữa. Và chỉ những người bán, người ta đã bán từ khoảng 2 tuần trước rồi. Cho nên đến giai đoạn này gọi là những nhà đầu tư người ta muốn hold, người ta muốn mua và nắm giữ qua Tết. Đó, đó là cái lý do mà mình nói là anh chị nào mà trading ngắn hạn thì xem xét những cổ phiếu nào tăng nhiều rồi thì mới nên bán. Mà bán thì cũng chỉ nên bán một phần, không nên bán hết. Là vì vậy anh chị ha, dòng tiền này sẽ còn tiếp tục tăng. Và thị trường này sẽ còn tiếp tục tăng, và mục tiêu của chúng ta vẫn là 1.205. Và thậm chí nếu mà mục tiêu theo cái mẫu hình vai đầu vai ngược mà mình chia sẻ với anh chị đâu đó khoảng khoảng 2 tháng trước, 1-2 tháng trước, thì cái target nó còn lên đến 1.230, 1.240 nữa cơ ha. Cho nên cái mục tiêu của chúng ta còn khá là nhiều. Đấy, thì chúng ta sẽ điểm qua thị trường và phân tích kỹ hơn thị trường. Nhưng mà trước tiên thì nếu anh chị chưa có người đồng hành, chưa có người tư vấn, chưa có người hỗ trợ thì anh chị hãy liên hệ với Tùng ngay ha. Số điện thoại của mình đang chạy ở phía trên màn hình 0902986119. VPS có ID là 8774. Anh chị hãy mở tài khoản mới, hoặc nếu có tài khoản rồi thì anh chị có thể chuyển ID về ha. Mình sẽ hy vọng đồng hành cùng với anh chị. Ok, chúng ta sẽ bước vào nội dung ngày hôm nay ha. Trước tiên là chúng ta điểm qua thị trường. Thị trường lúc này phân hóa, cho nên chị thấy VN30 tăng mạnh nhất. Tiếp theo là VN Index. Rồi Upcom thì tăng nhẹ hơn. Còn chỉ số Hà Nội Index thì thậm chí là đỏ ha. Thì VN30 hôm nay tăng đến 22 điểm. Tăng 1,9%. Và đóng cửa 1197. VN Index thì tăng 13 điểm thôi, đóng cửa 1186. Thanh khoản sàn HOSE hôm nay là khoảng 17.000 tỷ, thanh khoản cả ba sàn hôm nay là khoảng 21.300 tỷ. Số lượng mã tăng là 270, số lượng mã giảm là 212. Ở VN30 thì 21 mã tăng và 6 mã giảm. Các cổ phiếu đóng góp vào VN-i thì chúng ta thấy hôm nay theo chiều tăng đa số là các cổ phiếu ngân hàng ha. Trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đến 7 cổ phiếu là ngân hàng: CTG, BID, MBB, ACB, Techcombank, VPBank, VIB. Đấy, ngoài ra là xen kẽ vào đó là những cái cổ phiếu trụ khác như là FPT, GVR. Đó. Còn ở chiều giảm thì chúng ta thấy Vietcombank, BCM, Masan, VRE, HAG ha. Về chuyển động ngành thì hôm nay ngân hàng làm mưa làm gió rồi. Đó, nhìn cái chuyển động ngành đóng góp vào VN-i thì anh chị thấy dòng tiền hoàn toàn tập trung vào ngân hàng trong ngày hôm nay. Một mình ngân hàng đã đóng góp 12,6 điểm tăng.
trong khi Verney là 13,5 điểm. Rồi, tiếp theo là nhóm hóa chất, viễn thông, kim loại, quỹ đầu tư, sản xuất thực phẩm, công nghiệp, thiết bị, du lịch, vân vân. Chứng khoán thì cũng tăng nhẹ thôi. Còn đâu đó những cái nhóm ngành giảm điểm ngày hôm nay chúng ta thấy là có bất động sản, xây dựng, bán lẻ và điện ha. Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều trong ngày hôm nay thì đầu tiên là tăng trần, chúng ta thấy có CTG quá ghê gớm ha. Ngoài ra các cổ phiếu khác của ngân hàng như SHB tăng 2,6%, MBB tăng 5,5%, ACB tăng 5,9%, Sacombank tăng 2,3%, Tiên Phong Bank tăng 3,7%, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng luôn. Tiếp theo là các cổ phiếu của chứng khoán thì chúng ta thấy SHS thì hôm nay thậm chí là giảm 1,1%. Tuy nhiên có một điều thì anh chị lưu ý ha, SHB mà tăng thì kiểu gì sớm muộn gì SHS nó cũng tăng thôi ha. SHB mà còn tăng được thì SHS không có cớ gì mà cứ giảm hoài. Tiếp theo nhóm chứng khoán hôm nay chúng ta thấy có một sự trỗi dậy khá là tích cực của VND tăng 1,8%. Ngoài ra thì SSI tăng nhẹ 0,4%. Một cổ phiếu hôm nay giảm mạnh đó là HAG, một cổ phiếu mang tính chất đầu cơ 4,6%, thì anh chị nào đang có hàng cổ phiếu này phải hết sức cẩn thận. Về khối ngoại thì khối ngoại hôm nay cả phiên thì bán khoảng tầm thời điểm bán nhiều nhất là 142 tỷ, nhưng mà cuối phiên quay trở lại mua ròng là 55 tỷ. Tập trung mua các cổ phiếu như CTG, Sacombank, VND, PVD và HAH. Ở chiều bán là SHS, Tiên Phong Bank, VRE, GEX và SSI. Về các thị trường thế giới thì lúc này các thị trường châu Âu đang nghiêng về sắc xanh, các thị trường châu Á đang nghiêng về sắc đỏ. Đối với Dow Jones lúc này thì cũng đang nghiêng về sắc đỏ, đang giảm khoảng 86 điểm. Phiên cuối tuần vừa rồi thì Dow Jones tiếp tục tăng 134 điểm. Về giá dầu thì đang giảm những phiên vừa qua và đang quay trở lại giảm xuống còn có 71,7 đô ha. Rồi quay lại với thị trường thì mọi người nhìn vào tấm hình mình vẽ thì anh chị đều thấy rồi. Đấy, hôm nay là một phiên rất out. Vượt qua cái đường cân ha, vượt qua cái đường cân. Thì đợt trước thì mình có nói với anh chị rồi, cái đường cân này là cái đường nối gì? Nối các cái đỉnh của năm 2022 và cái đỉnh của năm 2023. Nối đỉnh của hai năm này lại, chúng ta có một cái đường kháng cự đó. Và vừa rồi chúng ta không vượt được, nhưng mà sau 2 tuần điều chỉnh và tích lũy thì ngày hôm nay nó lại quay lên vượt ha. Đó. Đó là cho thấy một cái tín hiệu khá tích cực của thị trường. Với cái việc mà nhóm ngân hàng vẫn đang là dẫn dắt thị trường thì giai đoạn tới thì anh chị cũng đừng có sợ là thị trường nó sẽ rơi vỡ ha. Nhiều anh chị vừa rồi cứ sợ là trước Tết thị trường sẽ giảm, sẽ upbo, nhưng mà anh chị thấy sau phiên ngày hôm nay thị trường nó vẫn từng bước đi lên và vượt qua cái cản 1180. Và sau khi rush out được 1180 này thì dự kiến thị trường sẽ còn tiếp tục lên anh chị nhé. Đấy, và chúng ta nhìn những cái target trung hạn thì chúng ta thấy 1205 đó là con dao găm của Ichimoku, đó là cái target gần nhất ha. Sau khi vượt được 1180 chúng ta sẽ hướng lên 1205. Đó. Tiếp theo là cái target của cái mẫu hình mà chúng ta nói với anh chị từ trước, quay đầu quay ngược, thì cái target của chúng ta dự kiến là lên đến vùng 1220 cho đến 1240 trên đây luôn. Đó. Đó là những cái mốc target sắp tới của thị trường. Cho nên chị cứ yên tâm là thị trường này nó sẽ còn tiếp tục tăng ha, nó sẽ còn tiếp tục tăng. Ít nhất nhé, nó sẽ còn tăng được đâu đó là qua Tết. Thì tuần này chúng ta còn hai phiên đúng không? Rồi qua tuần sau, những ngày giao dịch đầu năm mới thì mình đánh giá thị trường sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Đó. Cho nên anh chị nào mà vẫn đang sợ thị trường và đặc biệt là lỡ bán rồi thì chúng ta có thể bán cổ phiếu này, chúng ta canh lại những cái cổ phiếu khác để tham gia trở lại, để có sẵn cổ phiếu chờ chốt lọc đầu năm chị nhé. Còn xét về mặt kỹ thuật nhé, xét về mặt kỹ thuật thì thị trường này dự kiến nha anh chị, nó sẽ còn cơ hội tăng trong vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, từ 5 đến 6 phiên nữa trước khi có một cái nhịp điều chỉnh. Đấy, thì để mình tính nhé, 5 đến 6 phiên nữa, tức là tuần này chúng ta chỉ còn 2 phiên giao dịch nữa là nghỉ Tết rồi ha, ngày mai và ngày mốt.
là chúng ta nghỉ Tết. Sau hai phiên giao dịch này á, thì đến dự kiến là đâu đó là nghỉ đến tầm thứ 5 tuần sau là chúng ta giao dịch lại. Phải không ta? Thứ 5 cho đến thứ 6 tuần sau. Để mình coi lại coi anh chị nhé. Coi lại coi chính xác là cái ngày nào ha. Ngày 15 tháng 2 vậy, đúng rồi, ngày thứ 5 tuần sau là chúng ta sẽ giao dịch lại. Đó, tức là tuần này chúng ta sẽ còn hai phiên giao dịch, sau đó thì tuần sau cũng còn hai phiên giao dịch. Thì mình dự kiến là thị trường sẽ tăng hết tuần này cho đến hết tuần sau. Sau đó thì đến nếu mà thị trường xảy ra những cái cú điều chỉnh á, thì nó cũng chỉ là những cái cú điều chỉnh ngắn hạn thôi, và nó chỉ xảy ra cái cú điều chỉnh đó nó rơi vào cái tuần tiếp theo. Cái tuần tiếp theo ha, tức là tuần sau là cái ngày giao dịch đầu năm mới, nó sẽ diễn ra 2 ngày, sau 2 ngày đó khả năng là thị trường đều sẽ tăng đó, rồi nếu có điều chỉnh thì nó cũng chỉ diễn ra vào cái tuần tiếp theo, tức là sau 5 đến 6 phiên nữa ha, sau 5 đến 6 phiên nữa thì thị trường mới chính thức xuất hiện khách sạn đó. Thì chúng ta tùy xem là cái thời điểm đó thị trường nó sẽ đi lên đến đâu vậy đó. Bây giờ đang là 1186, nếu mà để lên 1205 trước Tết thì cũng có khả năng xảy ra đó. Thì nếu mà thị trường tăng mạnh quá trong những phiên sắp tới mà nó đánh thẳng lên 1220 đến 1240 luôn thì chúng ta sẽ cần phải thận trọng cái thời điểm đó ha. Còn nếu mà thời điểm đó thị trường nó vẫn loanh quanh về mặt điểm số ở quanh đây thì lúc đó chúng ta chưa cần phải có lo lắng ha. Dĩ nhiên là còn 4 5 phiên nữa thì sẽ đánh giá lại cho anh chị sau. Còn trước mắt bây giờ đang cận kề thời điểm Tết rồi, và chúng ta cứ nên có một niềm tin là thị trường sẽ còn tăng trong hai phiên tiếp theo cũng như là những phiên đầu năm mới anh chị ha. Tức là tuần này và tuần sau chúng ta sẽ an toàn. Ok á. Rồi, đó là về mặt thị trường nha. Còn quan trọng nhất của chúng ta là nếu mà ngày hôm nay tăng mạnh á, lỡ ngày mai chỉ số VN Index nó giảm thì sao anh chị? Cũng không sao cả. Tại vì anh chị thấy nhá, nếu lỡ ngày mai nó điều chỉnh giảm thì nó cũng chỉ test lại những cái vùng mà nó tích lũy vừa qua thôi. Thì mình đánh giá trong trường hợp xấu nhất ngày mai mà giảm á, thì chắc là cũng chỉ test về đâu đó là cái mốc 1180 thôi anh chị. 1180 thôi, sau đó lại tiếp tục quay trở lại cái đà tăng. Đấy, để mình mở cái đồ thị nhỏ hơn ha, ngó qua chút. À, đối với đồ thị nhỏ hơn thì bây giờ chúng ta đang có hỗ trợ, đúng rồi, quanh cái vùng 1180 anh chị. 1175 cho đến 1180, tuy nhiên thì mình thấy ngày hôm nay nó vượt qua 1180 rồi. Cho nên nếu trường hợp xấu nhất mà nó test lại thì nó cũng chỉ test lại đâu đó 1180 thôi. Ok, đó là về mặt chỉ số chung nha. Còn một cái điều quan trọng mà chúng ta nói với nhau bữa giờ đó là vẫn là tập trung vào cổ phiếu riêng lẻ của chúng ta thôi. Đang nắm giữ con nào thì hành động theo con đó ha. Còn thị trường chung nó tăng nhưng mà cổ phiếu chưa tăng thì chúng ta cũng chưa bán. Mà thị trường chung có giảm nhưng mà cổ phiếu chúng ta không giảm, không có vi phạm cái gì hết thì cũng không bán, mà lại tiếp tục gồng vậy thôi. Nói chung là tập trung vào cổ phiếu chị ơi. Rồi, thì đó là thị trường. Cho nên tóm lại là sau phiên ngày hôm nay, mặc dù là thanh khoản thì không phải vượt trội so với những phiên trước, nhưng mà thanh khoản giai đoạn gần Tết mà như hôm nay thì như vậy là khá tích cực rồi chị nhé. Rồi, những phiên tới thì mình đánh giá là dòng tiền nó sẽ xoay vòng qua những cái nhóm khác, và hy vọng là ngân hàng nó sẽ không tăng nữa để cho các cổ phiếu khác nó tăng anh chị. Chứ còn mỗi lần ngân hàng tăng là thấy các cổ phiếu khác nó đều chững lại. Đó. Cho nên hy vọng là những phiên tới sẽ là thời điểm tăng của các cổ phiếu còn lại ha. Hôm nay thì anh chị thấy là một số cổ phiếu đơn lẻ thì nó cũng vẫn tăng thôi, nhưng mà nó không nhiều, tại vì dòng tiền tập trung vào ngân hàng. Đấy, thì đối với cái việc mà các cổ phiếu ngân hàng tăng thì sớm muộn gì các cổ phiếu chứng khoán vẫn sẽ tăng thôi chị, sẽ tăng theo thôi. Thì giai đoạn này chúng ta thấy các cổ phiếu chứng khoán là có tăng nhưng mà nó tăng nhẹ nhàng, đúng không? Ví dụ như cổ phiếu leader là SSI tính từ cái thời điểm nền nó bắt đầu tăng thì đến bây giờ nó cũng chỉ tăng được khoảng 3% thôi. Có tăng nhưng mà chưa nhiều.
Tuy nhiên thì với cái việc mà các cổ phiếu ngân hàng cứ tăng anh chị thì sớm muộn gì các cổ phiếu chứng khoán cũng sẽ tăng thôi. Cho nên một số anh chị có hỏi mình là có nên bán chứng khoán để qua đua ngân hàng không? Thì mình nghĩ là không. Dĩ nhiên là có một số cổ phiếu ngân hàng hôm nay nó vượt trở lại kháng cự á, thì những phiên tới nếu mà nó test lại kháng cự đẹp thì anh chị có thể là nhảy vào mua. Còn nếu tức là nếu mà ngày mai các cổ phiếu ngân hàng mà nó tăng tiếp thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không nên đua ha. Nhưng nếu mà nó dừng lại và nó điều chỉnh để test lại các cái hỗ trợ thì chúng ta sẽ có cơ hội để mua. Đó, thì lúc đó chúng ta mới tìm cái điểm mua. Còn nếu mà ngày mai tăng thì tuyệt đối không nên bán chứng khoán để nhảy qua đua ngân hàng chị ha. Rồi. Thì nói riêng về nhóm chứng khoán thì mình nghĩ là sớm muộn gì nhóm chứng khoán cũng sẽ tăng thôi chị. Xét về nhóm chứng khoán giai đoạn này nó chưa tăng được mạnh bằng nhóm ngân hàng, tại vì một phần là do cái đồ thị trung hạn của nhóm chứng khoán thì nó chưa phải là những cái trạng thái tích lũy chặt để giúp cái nhóm này tăng mạnh được. Tuy nhiên nhìn cái đồ thị của những cái con chứng khoán lúc này á thì chúng ta thấy trễ nhất là 2 tuần nữa anh chị, trễ nhất là 2 tuần nữa thì cái trạng thái siết chặt của nhóm chứng khoán nó sẽ chặt chẽ hơn, lúc đó cơ hội tăng nó sẽ tốt hơn. Tức là giai đoạn này có thể là nó sẽ tăng nhẹ nhàng từ từ ha, nhưng mà sau 2 tuần nữa, tức là nó chỉ hết tuần này với lại đâu đó là cái tuần giao dịch đầu năm mới thôi, là đến sau giai đoạn đó là chúng ta thấy mặc dù nói là 2 tuần nhưng mà nó chỉ khoảng 4-5 phiên thôi, sau đó thì cái nhóm này nó sẽ có những cái cơ hội chạy mạnh đó. Cho nên chị cố gắng kiên nhẫn, còn giai đoạn này nó cứ mỗi phiên nó tăng nhẹ nhàng từ từ là cũng khá tích cực rồi, thà có lãi còn hơn lỗ anh chị ha. Cho nên chúng ta cố gắng kiên nhẫn nắm giữ tiếp đó. Rồi thì quay lại nói về thị trường chung một chút xíu. Thị trường chung thì chúng ta nói rồi, nhìn những cái đồ thị trung hạn thì đâu đó nó sẽ hết tuần này nè, hết tuần sau nè, thì chúng ta sẽ còn một gần 1 tháng sau đó là thị trường sẽ an toàn đó. Thị trường sẽ an toàn tức là nó sẽ an toàn cho đến đâu đó khoảng tầm cuối tháng 3 đó, thì khả năng là lúc đó thị trường vẫn an toàn. Nhưng mà đến giai đoạn cuối tháng 3 cho đến giai đoạn tháng 4 á thì thị trường nó có cái vùng xoắn mây ở đây nè anh chị đó. Cái vùng xoắn mây này thường là nó sẽ hút giá về bên dưới đó. Đấy, anh chị thấy không? Cái giai đoạn tháng 9 năm ngoái nó cũng vậy, cái vùng xoắn mây là nó hút giá về. Cho nên giai đoạn cuối tháng 3 thì chúng ta sẽ phải thận trọng. Còn từ giờ cho đến cuối tháng 3 thì chúng ta vẫn cứ thoải mái tập trung vào cổ phiếu để kiếm ăn. Vì vậy cho nên mình đánh giá cái nhóm chứng khoán đó, giai đoạn này dòng tiền nó vẫn tập trung ngân hàng. À, thì nhóm chứng khoán nó sẽ có những phiên tăng nhưng mà sẽ không tăng mạnh. Tuy nhiên đâu đó khoảng tầm hơn 2 tuần nữa thôi thì mình nghĩ sẽ đến thời điểm của nhóm chứng khoán. Đó, cho nên anh chị cố gắng kiên nhẫn ha. Tiếp tục kiên nhẫn nắm giữ cái nhóm này. Đấy, HCM mỗi giai đoạn nó cứ đi lên một nhịp nữa, tích lũy một nền giá sau đó là nó tăng tiếp rồi lại tích lũy nền giá, thì hiện tại đang tích lũy thì sắp tới có thể tăng tiếp. Tuy nhiên HCM thì điểm mua nó không còn đẹp thì anh chị không nên mua thêm nhé. BSI cũng giống HCM thôi, điểm mua thì nó cũng không còn đẹp nhưng mà nó đang cố gắng tích lũy nền giá, tức là ai có hàng thì nắm giữ tiếp, còn để mà mua thì anh chị không nên mua. FTS thì bây giờ nó cũng đang có dấu hiệu giống như 2 cổ phiếu kia, tức là sau khi nó vượt đỉnh thì khả năng nó sẽ tích lũy lại, thậm chí có thể tích lũy thêm 1-2 tuần. Đấy, tuy nhiên thì cố gắng kiên nhẫn để nắm giữ. Thì trong thời gian kiên nhẫn này thì cổ phiếu nó sẽ rung lắc anh chị. Khi mà một cái nền tích lũy á, nó sẽ rung lắc, lắc xuống rồi nó lại hồi lên. Cho nên chúng ta ưu tiên cái việc canh rung lắc để lướt T0 là cũng ok. Còn nếu anh chị không lướt được thì anh chị cố gắng là nắm giữ thôi. Đấy, thì quay lại với những cái cổ phiếu chưa tăng thì nó sẽ còn điểm mua thôi. Dĩ nhiên là so với cái nền thì bây giờ nó cũng tăng khoảng 3-4% rồi. Đó, cho nên nếu mà anh chị mua sau thì anh chị phải chấp nhận là mua cao hơn chút, nhưng mà thực ra mua thì vẫn mua được. Dĩ nhiên là cái cách mua sau khi mà cổ phiếu nó đã tăng một đoạn rồi thì anh chị nào mà theo trường phái an toàn đó, thì anh chị phải phân bổ vốn. Ngoài cái việc chọn cổ phiếu để mua thì cái cách đi vốn nó cũng quan trọng lắm. Đó, cho nên sau khi cổ phiếu nó tăng một nhịp rồi thì anh chị cứ chia vốn ra làm 2 lần hoặc 3 lần mua. Cứ lần đầu mua 30% hoặc là ai mà mạnh bạo hơn thì mua trước 50%. Sau đó hàng về rồi
sẵn sàng hàng để bán và chấp nhận rủi ro tiếp thì chúng ta sẽ gia tăng thêm. Vấn đề là cái lượng hàng ban đầu nó phải an toàn trước và nó phải sẵn sàng bán được để chúng ta tránh những cái lúc nguy hiểm chị ha. Đó, thì vậy anh chị cứ phân bổ vốn thôi. Nói chung AI thì mình thấy vẫn còn mua được. Tuy nhiên có một số cổ phiếu khác điểm mua nó còn đẹp hơn. Ví dụ như VCI này, điểm mua vẫn còn ok, chị có thể mua ha. Hoặc là VND, hôm nay có một sự quay trở lại của VND khá tốt, vẫn mua được. Đấy, vẫn mua được luôn. Hoặc là những con khác như CTS thì nó cũng chạy rồi, nhưng mà nếu nó test về quanh cái vùng giá khoảng tầm 30 ấy, nếu nó có test về những phiên này nó có test về 30.6 nữa thì 30 cho đến 30.6 thì vẫn có thể nhặt nhận được. Dĩ nhiên là nó mà lắc được thấp hơn thì lại càng ngon ha. Đấy. Hoặc là VIX này cũng vẫn còn điểm mua ok nè anh chị. Đó, vẫn còn điểm mua ok. Cái vùng quanh 17.3 cho đến 17.8 hiện tại đều mua được. Đấy. MBS thì nó đã tăng nhiều rồi, con này thì cũng không còn điểm mua nữa. Đấy. Thì SHS thì nhịp này hơi yếu. SHS thì đúng là nhịp này hơi yếu. Tuy nhiên anh chị vẫn có thể mua trước 50%. Tại vì như mình nói là SHB vừa rồi nó có tin xấu. Nó giảm nhưng mà SHS không giảm. Tự nhiên hôm nay con SHB nó bật tăng trở lại thì lại con này lại bị lôi ra đảo, lại giảm 1%. Đấy. Thì cái khả năng đạt như này là đang là những cái cú rủ hàng. Có thể là những cái cú rủ hàng của những cái đợt cuối anh chị, trước khi cổ phiếu chạy ha. Cho nên mình đánh giá là con này anh chị vẫn mua được. Tuy nhiên thì thận trọng hơn thì anh chị cứ mua trước nữa. Đó. Sau đó thì chúng ta chờ những cái thời điểm rất out. Thì con SHS này nó mà rất out á, là nó phải vượt qua được 18.5 anh chị. Nó vượt qua 18.5 thì anh chị mua nốt cái phần còn lại. Hoặc là trường hợp xấu nhất mà nó rơi về con dao găm bên dưới quanh vùng 17 thì anh chị mua nốt phần còn lại. Nó một trong hai cách. Còn bây giờ quanh cái khu vực 18, 18.1, 18.2 này anh chị cứ mua trước 50% không sao cả. SHB còn hồi được thì chắc chắn là con này nó sớm muộn gì nó cũng hồi thôi. Ấy anh chị nhìn không? SHB những phiên vừa rồi xấu mà hôm nay nó cũng bật lên lại được. Thì SHS có cớ gì mà cứ giảm hoài. Rồi. Ok ha, đó là nhóm chứng khoán. Còn mình sẽ điểm qua nhóm ngân hàng có cổ phiếu nào mua được không nhé. Vietcombank thì hôm trước kỳ vọng 87 mua mà nó chỉ về đến lơ lửng 88 chấm ít, nó đã hồi rồi. Bây giờ điểm mua không được nữa thì bây giờ chúng ta phải chờ nó tích lũy lại thôi. Tích lũy vài phiên rồi tính tiếp ha. BD hôm trước thì mình có vẻ ở đây đúng không? Quanh cái vùng 46, 465 thì mình có nói chị là có điểm mua T cộng ở đây. Thì rõ ràng nó về đây rồi, ngày hôm nay nó bật rồi. Đó, thì cái điểm mua ở vùng này nó đã qua rồi. Bây giờ anh chị muốn mua tiếp thì chúng ta phải chờ nó tích lũy lại. Đấy. Đó, anh chị thấy không? Mình vẽ cái điểm mua T0 hoặc là T cộng. Có nói rất kỹ cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thời gian qua cho anh chị. Dĩ nhiên là ngân hàng sau cái phiên tăng mạnh ngày hôm nay thì mình đánh giá là sắp tới nó sẽ không tăng liên tiếp được nữa đâu. Đó, cùng lắm là tăng được một phiên, tức là ngày hôm nay và thêm một hai phiên nữa thôi thì nó sẽ chững lại ngay anh chị. Không có tăng tiếp được nữa. Nhưng mà những cái điểm mua ví dụ như thứ sáu vừa rồi nó rõ ràng là cái điểm mua T cộng đúng không? Đấy. Về đến cái vùng báo luôn. CTG cũng vậy nữa, đó, nó về quanh cái vùng 31 345. Đó, nó về đến đây là cái vùng mua CTG hôm nay thậm chí tăng trần. Vẫn hôm nay khá mạnh. Nhưng mà với cái đà tăng này thì mình đánh giá là nó cũng sẽ không tăng quá nhiều mặc dù về mặt kỹ thuật đó. Về mặt kỹ thuật thì có thể là CTG nó sẽ còn tăng được khoảng tầm một tuần nữa anh chị. Tăng liên tiếp một tuần mà nếu mà gọi là một tuần mà cứ mỗi phiên tăng từ 3 đến 5% đi thì một tuần tăng đó nó cũng làm cổ phiếu tăng rất mạnh đúng không? Tuy nhiên CTG lúc này nó cũng đang tiệm cận cái đỉnh cũ quanh khu vực 35 36, hiện tại là 33.9 là tiệm cận 34 rồi. Mà cái đỉnh lịch sử của nó là 35 cho đến cái đỉnh lịch sử của nó là 36 chị. Cho nên khả năng tăng của nó nhiều nữa thì khó ha. Hôm nay là tăng từ dưới 32 mà lên đến 34. Đấy, tuy nhiên từ 34 mà lên được 35 36 thì nó cũng đã tới cái hạn của nó rồi. Nó không còn khả năng tăng nhiều nữa. Cho nên chị chú ý là chúng ta hạn chế mua đuổi là vì vậy ha. Đấy, nó là cái vùng cản trên đây. Hạn chế mua đuổi, không nên mua đuổi. Tại vì anh chị mua thì
nếu ngày mai nó tăng nữa, nó lên đến cái vùng cản rồi mà anh chị mua thì rủi ro rất lớn. Mặc dù về mặt kỹ thuật nó vẫn còn có thể tăng 5-6 phiên nữa, nhưng mà về mặt kháng cự thì nó sẽ không đi xa quá được nữa ha. Đấy, đó thì mọi người thấy không, mình vẽ cái vùng này cho anh chị bắt nha. MBB cũng vậy thôi. Đấy, quanh cái vùng nền cũ thì hôm nay nó bật tăng rồi, nhưng mà điểm mua thì không còn, anh chị phải chờ ít nhất nó quay về những cái vùng nền cũ này, hoặc là tệ nhất nó cũng phải test lại cái đỉnh cũ cách đây vài phiên nó vừa vượt rồi. Ví dụ MBB nó cũng phải test về khoảng 22.4 gì đó, thì anh chị nào mà chấp nhận mạo hiểm anh chị mới nên mua. Còn anh chị nào không chấp nhận mạo hiểm thì mình nghĩ là anh chị nên canh những cái cổ phiếu khác, nhóm ngành khác. Nhóm khác nó còn dư địa tăng đó. Ngân hàng nó giữ nhịp, và quan trọng nhất anh chị thấy không? Bữa giờ thị trường nó không vượt được 1180, cho nên ngày hôm nay á, sử dụng ngân hàng để vượt. Nó sử dụng ngân hàng để vượt rồi á, thì sắp tới ngân hàng nó là tốt nha. Mình không đánh giá là ngân hàng không tốt, nhưng điểm mua nó không còn nữa, nó chỉ phù hợp cho anh chị nào nắm giữ thôi. Và có thể ngân hàng sẽ còn tăng rướn được, nhưng mà điểm mua mới của chúng ta lúc này không đẹp sau phiên ngày hôm nay. Đấy, sáng nay ai mà mua thì vẫn được, hoặc là phiên cuối tuần vừa rồi, chứ còn sau phiên ngày hôm nay thì không còn điểm mua đẹp. Anh chị hạn chế FOMO ha. Đấy, những cái cổ phiếu khác thì cũng vậy thôi. VIB này, đấy, đi lên. Anh chị thấy không? Mình có nói với anh chị rất rõ, VIB về cái vùng 20 cho đến 20.5 đều có điểm mua T cộng, đúng không? Đấy, vẽ sẵn cái vùng đây. T cộng, T0, có nói rõ, ưu tiên T0 hoặc là mua mới T cộng. Dĩ nhiên mua T cộng thì cái tỷ trọng chỉ tối đa 50% thôi. ACB thậm chí là còn rất mạnh ha, ACB còn rất mạnh. Đấy. Tuy nhiên thì cũng tương tự, lúc này không còn điểm mua nữa. ACB vừa rồi nó có phân kỳ mà thậm chí nó phá phân kỳ luôn đấy chị. Đây là mình chỉ cho anh chị cổ phiếu này nó phá phân kỳ luôn. Đấy. Hôm nay là cái phiên phá phân kỳ của ACB. Tuy nhiên thì những cái cổ phiếu dạng này thì cũng vậy. À, nếu mà muốn mua phải chờ nó chỉnh, ví dụ hỗ trợ quanh đỉnh cũ là vùng giá 26.5 cho đến 27 thì còn ráng ráng liều 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 mình nhảy vào được, chứ còn cao quá thì thôi không còn điểm mua ha. Đấy, có một số cổ phiếu nó yếu hơn, ví dụ như Sacombank những phiên vừa rồi cũng kỳ vọng nó giảm thêm để mua, nhưng mà nó cũng chững lại đây. Thì những cái cổ phiếu dạng này thì chúng ta cũng chờ nó tích lũy thêm. Đấy, hoặc là SHB này. À, sau những phiên vừa rồi nó có một cái lực bán mạnh thì hôm nay mới hồi thôi. Những cổ phiếu này thì cơ hội mua vẫn còn, nhưng mà anh chị có thể chờ thêm 2-3 phiên nữa ha, nó sẽ xuất hiện điểm mua tiếp, anh chị yên tâm. Tiên Phong Bank thì giống Sacombank, riêng con Tiên Phong Bank này nếu mà ngày mai á, mà nó test lại quanh 17.9 mà nó không gãy á, thì ngay ngày ngày giao dịch cuối năm, tức là ngày thứ tư, anh chị có thể mua luôn. Tức là chỉ cần ngày mai nó mà test lại, ngày mai nó tăng thì thôi nhá, nhưng mà nếu ngày mai nó giảm đỏ, nó test lại cái mốc 17.9 nó không gãy á, thì ngày thứ năm anh chị mua, anh chị giữ qua Tết ha. Ok, Sacombank thì cũng tương tự đó, ngày mai mà test lại quanh cái vùng 29.8 thậm chí là 30 cũng được, nhưng mà nó đừng có gãy cái mốc đó thì anh chị có thể mua vào giữ qua năm mới đó. EIB cũng thuộc cái EIB thì nó giống như là con SHB vậy á, hai con này nó giống giống nhau. Thì EIB thì đang có khách sạn, cho nên mình đánh giá là những cái vùng này thì anh chị nào mà lỡ kẹp hàng giai đoạn vừa rồi mình nói anh chị là bán ở quanh 19.4 đúng không, nhưng mà nếu anh chị nào đến giờ thần chưa bán á, thì anh chị nên tranh thủ ngày mai nó giảm đỏ, anh chị mua thêm cho mình. Ngày mai giảm đỏ mua thêm xong rồi giữ qua Tết. À, qua Tết nó hồi lên cái vùng 19.2 cho đến 19.4, chị bán cái phần mua thêm đi. Đó. Ví dụ đang có 10.000 cổ phiếu đúng không? Ngày mai nó giảm đỏ mua thêm 10.000. Sau đó tùy xem mức độ nó tăng mạnh trước Tết hay là sau Tết. Đấy, trước Tết tăng mạnh về 19.2, 19.4 thì cứ bán trước Tết. Còn nếu mà trước Tết chưa tăng mạnh thì sau Tết chúng ta bán. Ok chưa? Đấy, đó là cách cho anh chị gỡ. Đó là nhóm ngân hàng ha. Nhóm thép thì mình đang thấy khá tốt nè, Hòa Phát nhóm thép sau khi nó bị thủng á, thì bây giờ nó đã quay lại những phiên gần đây nó lấy lại cái mốc 28. Dĩ nhiên là nhóm thép nó vẫn đang gặp cản, nó chưa chạy mạnh được đâu anh chị, nhưng
nó đang khá ổn và cơ hội để tăng từ từ đối với nhóm thép giai đoạn tới, cơ hội tăng rất cao. Cho nên anh chị có hàng cũng tiếp tục nắm giữ, đối với nhóm thép này tiếp tục nắm giữ. Dĩ nhiên Hòa Phát nếu mà ngắn hạn á, ngắn hạn thì cái target là 29 đối với Hòa Phát. Đó. Thì anh chị nào mà trường phái ngắn hạn thì lên 29 anh chị bán. Còn chị nào trung dài hạn thì cứ cứ giữ chờ nó vượt 29 nó sẽ tăng mạnh hơn. Hòa Phát nha, Hoa Sen cũng vậy thôi. Hoa Sen thì cái cản 24 đó. Cản 24 vừa rồi nè, nó rớt out sau đó nó test lại khá ổn. Thì dự kiến sắp tới mình đánh giá là nhóm chứng khoán và nhóm thép sẽ là hai nhóm nó tăng. Sau khi ngân hàng tăng rồi thì sẽ đến lượt chứng khoán và thép, banh chứng thép ha. Cho nên nhóm thép nó sẽ có cơ hội tăng trong những phiên tới. Anh chị nào mà chưa có hàng thì anh chị cứ mua vào Hoa Sen hoặc là Hòa Phát, an toàn thì Hòa Phát. Muốn lợi nhuận cao và nhiều và nhanh thì chọn Hoa Sen. Đấy. Đấy nó test rất đẹp nữa. Thì dự kiến sắp tới nó sẽ còn đi lên, tuy nhiên thì cái cản của nó quanh vùng 24. Nó đi lên 24 nó sẽ phải chỉnh lại. Đó. Rồi có thể là thậm chí nó lên 24 nó sẽ test lại lần nữa. Kiểu vậy. Nhưng mà từ từ nó sẽ lên. Nam Kim thì nhịp này mình đánh giá là yếu hơn Hoa Sen với Hòa Phát, nhưng mà anh chị có hàng thì anh chị vẫn giữ lắm. Tại vì vừa rồi gì nó rơi về đến hỗ trợ mây nó hồi khá tốt. Cho nên không có vấn đề gì xấu đối với nhóm thép lúc này ha. Dĩ nhiên là Nam Kim thì nó cũng giống như hai cổ phiếu kia, nó gặp cái cản ở quanh cái vùng 26 này. Đây nè anh chị, 26.1. Nó gặp cái cản này thì sắp tới nó đi lên đây lại có một cái lượng lượng lớn nhà đầu tư người ta chốt lời ngắn hạn ở đây. Bây giờ thì khả năng nó thì tạo đáy, anh chị thấy không? Những giai đoạn vừa rồi nó cứ mỗi lần xuống nó tạo đáy 4 5 phiên. Thì cách đây 3 hôm thì mình nói với anh chị á, nhóm thép chị cứ cứ giữ đi. Nó đang có khả năng nó đang tạo đáy nhưng mà mất thêm khoảng 3 4 phiên gì đó tạo đáy ở đây, sau đó khả năng nó sẽ chạy tiếp. Đó. Thì Nam Kim nhịp này nó đang yếu hơn. Đó, nhưng mà sớm muộn gì nó cũng lên, thì cái cản gần nhất là 26.1, còn target của nó là phải 28 29 cơ. Ok ha. Thì tóm lại là lúc này mình đánh giá nhóm thép thì Hòa Phát với lại Asen nó mạnh hơn. Và anh chị nào muốn mua thì vẫn còn điểm mua Hòa Xét với Hòa Phát với Hoa Sen. Còn Nam Kim thì không còn điểm mua nhưng vẫn còn cơ hội đi lên, vẫn khá đẹp để anh chị nắm giữ ha. Thực ra anh chị mua cũng được. Nam Kim mua cũng được chứ không phải không còn mua được. Nhưng mà mình đánh giá Hoa Sen với Hòa Phát cao hơn. Hòa Phát thì trụ rồi. Hòa Phát thì thuộc về trụ an toàn, Hoa Sen thì đánh giá cao hơn Nam Kim. Đấy. Còn ngoài ra nhóm thép thì có một số cổ phiếu khác nó đang yếu, cái nhóm nhóm cổ phiếu con khá yếu thì anh chị không nên vào những con đó. SMC yếu. Những con này có thể là nhịp sau nó mới chạy. Hoặc là TLH yếu này. Những con thép nhỏ có thể là nhịp sau này nó mới chạy. Còn nhịp này á, sắp tới mà chúng ta kỳ vọng nhóm thép chạy á, thì anh chị nên ưu tiên những con đầu ngành. Nhóm bất động sản thì như mình nói rồi, chỉ có những con mà thuộc về cái top cổ phiếu mà có quỹ đất là có khả năng thực hiện dự án như là Nam Long, Khang Điền và Phát Đạt. Ba con đó là anh chị ưu tiên, còn lại những cái nhóm khác thì mình thấy là có khả năng nó sẽ lặp lại cái lịch sử như năm 2021. Cái này mình chia sẻ với anh chị rất nhiều rồi. Riêng nhóm bất động sản thì chắc chắn là nó sẽ có những con sóng mạnh ở thì tương lai ha. Nhưng về mặt ngắn hạn á, sắp tới thì nó có vẻ giống như cái giai đoạn 2021 là những cái doanh nghiệp có quỹ đất sạch, có năng lực thực hiện dự án đó, thì nó sẽ tăng giá cổ phiếu. Còn những doanh nghiệp mà đầu cơ thì nó sẽ không tăng mà thậm chí nó còn giảm, đi ngang rất là lâu mà thậm chí còn giảm. Đi ngang là một phần chứ, giảm nó mới mệt đấy, giảm là làm cho anh chị ức chế. Cho nên những con mà mình đánh giá cao giai đoạn sắp tới thì vẫn là Nam Long. Nam Long là một, Nam Long thì đang có cản 41 chờ vượt ha. Rồi vừa rồi anh chị thấy Nam Long nó lên đến 41 này xong nó bị bán lại, nhưng mà nó cũng đang cố gắng hấp thụ ở đây, sớm muộn gì nó cũng vượt. Mình dự kiến là có thể là một hai phiên nữa
Nam Long nó có thể là nó sẽ có một cái cú tăng mạnh để nó vượt qua 41 đấy. Cổ phiếu tiếp theo đó là Khang Điền, vẫn là điểm mua ha. Nhưng mà Khang Điền lúc này có thể là nó sẽ tích lũy lâu hơn chút chị, có thể là nó sẽ mất 1 đến 2 tuần tích lũy. Nhưng mà nếu anh chị nào mà theo trường phái đầu tư á, anh chị chấp nhận thời gian mua và nắm giữ được thì anh chị gom Khang Điền ở quanh vùng giá hiện tại. Con này thì nó cũng giống Nam Long, nó gặp cái cản 32 trên đây, nó chưa chạy ngay đâu. Nhưng mà nếu thời gian gom hàng ở đây đủ đủ lớn thì sau đó nó sẽ có cơ hội vượt. Đó. Rồi một cổ phiếu nữa là Phát Đạt ha, ba con. Phát Đạt thì chạy rồi. Nhưng mà nếu Phát Đạt mà test về quanh cái vùng 29 thì thậm chí anh chị vẫn còn có thể mua được. Đấy, quanh 29 vẫn có thể mua được. Nhưng mà trong vòng khoảng 2-3 tuần tới ấy, Phát Đạt nó cũng sẽ không có tăng nhiều được chị. Với lại nó sẽ gặp cái cản ở quanh cái vùng khoảng tầm 33, 32, 33, 32, 33 trên đây này. Cho nên cơ hội tăng của nó cũng sẽ không nhiều. Đấy. Thì nếu mà nó test về quanh 29 thì anh chị vẫn tham gia được, nhưng mà nên tham gia với cái view là T cộng ha. Đấy. Nó vượt đỉnh xong rồi nó test lại thì cơ hội tăng, tham gia vào, nhưng mà view T cộng. Cái phiên tăng mạnh ngày hôm thứ sáu vừa rồi, thanh khoản lớn thì nó đang gặp thử thách ở ngày hôm nay và sáng ngày mai. Nếu mà ổn thì có thể chiều mai nó sẽ tăng tiếp nha. Cho nên anh chị nào muốn mua thì canh những cái thời điểm nó test lại sáng ngày mai á. Nếu test về 29 trong sáng ngày mai thì có thể mua được. Giờ mua T cộng thôi ha. Còn những cái cổ phiếu bất động sản khác thì mình đang thấy thì DG nó cũng là một cổ phiếu tốt, nhưng mà so sánh với những con kia thì mình thấy là không có bằng. Xét về đường dài ha. Xét về đường dài. Dĩ nhiên là DG thì anh chị mua gom cũng được. Quanh cái vùng 27 thì anh chị cứ gom dần thôi. Đất xanh thì nhịp này hơi yếu, đất xanh với lại sell nhịp này hơi yếu. Sell vậy, đi về những cái vùng hỗ trợ bên dưới này. Mình nghĩ là nếu mà anh chị nào đang có hàng á, canh những cái nhịp bull lên, ví dụ như ngày thứ sáu vừa rồi á, cái nhóm bất động sản nó bull lên, lúc đó là cơ hội bán rất tốt luôn. Sell này. Rồi đất xanh cũng vậy, thứ sáu vừa rồi nó bull lên đến tận 19.1 đúng không? Đó là thời điểm bán rất tốt. Những con này nó còn thêm thời gian, nó chưa tăng ngay được đâu. Đấy. TCH thì cũng ok rồi, nhưng mà TCH thì nó gặp cản 13.7 ha. Hôm trước mình nói với anh chị con này nó khá gần cản. HDC thì cũng đang cần cái thời gian để tích lũy tạo đáy ở đây. Nó đang có dấu hiệu tạo đáy ổn, nhưng mà nó chưa xong đâu anh chị, cần thêm thời gian. Đó, nói chung là nhóm bất động sản thì cũng chỉ view những cái con mà thuộc về cái nhóm hưởng lợi của cái luật sửa đổi đất đai vừa rồi thôi. Năm 2021 chị nhớ ba cổ phiếu bất động sản mà nó cứ tăng bền bỉ từ đầu năm đến cuối năm. Khang Điền, Nam Long và Phát Đạt. Còn những con khác thì nguyên 9 tháng trời nó không tăng, mà nó chỉ có 3 tháng cuối năm nó mới tăng được không. Dĩ nhiên cái lúc nó tăng, thời gian tích lũy mà hết 9 tháng á, thì đến lúc nó tăng nó cũng tăng rất mạnh. Nhưng mà quan trọng là đến thời điểm đó, đến thời điểm đó cổ phiếu nó mới tăng. Mà nếu mà bắt anh chị ôm và nắm giữ đến 9 tháng trời thì mấy ai mà giữ được, đúng không? Quan trọng là cái điều đó, mấy ai mà giữ được từng đó thời gian. Rồi đó là nhóm bất động sản ha. Chúng ta thấy có những cái nhóm như là nhóm dầu khí, hôm nay PD cũng tốt này. PD hôm nay tín hiệu tích cực thì đối cổ phiếu này nó hơi khó đánh nhá. Nhưng mà một số anh chị hỏi thì hôm nay mình thấy nó tích cực, nó rush out được. Thì anh chị có thể nắm giữ. PD hôm nay nắm giữ được. Ai có hàng nắm giữ. Ai muốn mua thì canh nó mua quanh cái vùng 27.9, 28 được. Đấy. Điều chỉnh nhẹ là mua được. Nhưng mà con này á thì chị nên đánh ngắn hạn thôi. Cái dòng dầu khí là một cái dòng nó hơi khó đánh chị. Cái dòng dầu khí nó hơi khó đánh ha. Cho nên chị chỉ nên đánh ngắn hạn thôi. PVD thì target nó vẫn là lên 31.6, nhưng mà nó hơi khó đánh.
PVS, PVD tham gia được thì mình nghĩ vùng này anh chị cũng gom PVS được. Đấy. Cũng gom được. Nhưng mà nếu mà để chọn dòng dầu khí thì chúng ta có thể view những cái nhóm ngành khác thì nó sẽ dễ đánh hơn cho anh chị. PVC thì hôm nay chứng lại. Đối với con PVC này anh chị để ý sắp tới mà nó vượt qua được 14.3. Hôm nay nó đang rút chân ở ngay con dao găm hỗ trợ luôn. Nhưng mà cổ phiếu này nó chưa cho dấu hiệu tạo đáy, anh chị đừng có bắt đáy vội. Tuy nhiên đến những phiên tới mà nó chỉnh lại ở đây và nó vượt qua được 14.3, 14.4 anh chị mua được. Ha. PVB thì cũng vậy, PVB con này cũng khá là khó đánh. Gap thì nó đang tích lũy ở quanh cái khu vực tam giác này. Đấy, đang chờ. Thì hiện tại nó đang gặp cái kháng cự mây rồi anh chị. Nhưng mà khoảng tầm 2 phiên nữa nó mình giữ được quanh cái mốc 75, nó đi ngang qua cái đoạn mây dày này. Thì khoảng tầm sau 2 phiên nữa con này nó sẽ có khả năng tăng. Cho nên mình đang chờ ha, chờ. Dĩ nhiên là con gáp này thì có chia sẻ với anh chị cơ hội mua và cũng như là cái điểm cắt lỗ đúng không? Thì thứ nhất là con này là cơ hội mua để nắm giữ dài. Cho nên chị cần phải kiên nhẫn. Thứ hai là chỉ khi nào nó gãy 74 thì mới bán. Không gãy 74 thì anh chị cứ ôm cho mình ha. Nếu không gãy 74 thì một thời gian nào đó có thể là 1-2 tháng tới nó sẽ lên trở lại quanh cái vùng 83 cho anh chị chốt lời. Đấy, đó là nhóm dầu khí ha. Nhóm bán lẻ thì thế giới di động khá ổn. Tuy nhiên thì nếu mà để điểm mua thế giới di động á, thì lúc này điểm mua nó không còn đẹp nữa anh chị nhé. Con này nó cũng tăng khá là nhiều. Điểm mua không còn đẹp. Ai mà thích mua con này thì canh mua ở quanh vùng 46 cho đến 46.5. Tuy nhiên cái điểm mua này anh chị nên view T cộng thôi. Mua hàng về có lãi là nên bán. Chứ còn mua để nắm dài lúc này thì không phải là thời điểm thích hợp ha. Maxan thì hiện tại nó cũng đang cố gắng tạo đáy ở đây. Nếu mà ngày mai mà Maxan nó là một cây nến xanh thì anh chị cũng tham gia được. Nhưng mà con này thì mình không đánh giá cao. Đánh giá cao những cái con khác như là DigiWorld hơn. Nhóm bán lẻ DigiWorld nó cũng đang tích lũy khá tốt. Cái vùng này anh chị mua thì hợp lý hơn. Canh mua từ khu vực khoảng tầm 54.5 cho đến 55.5. Canh rải ra mua thì ok hơn. Target 58. FRT tăng nóng. Riêng đối với nhóm bán lẻ thì anh chị cũng thận trọng một chút. Tại vì con FRT này mà, sắp tới nó sẽ có khách sạn mở cửa ha. Nhưng mà những ngày trước Tết á, thì có thể nó sẽ còn tăng. Nhưng mà anh chị thấy cái đà tăng nó đang chỉnh lại gần đây. Những phiên gần đây tăng rất nhẹ. Tức là có thể cổ phiếu nó sẽ chưa chỉnh ngay trước Tết. Nhưng mà anh chị nào có hàng á, thì anh chị chú ý là nên xem xét quanh cái mốc 120, 125 này. Anh chị cứ chốt bớt đi. Lúc này chỉ số hưng phấn nó cũng ở mức cao. Anh chị nên chốt bớt con này quanh 120, 125 trước Tết. Chốt một phần. Sau đó qua Tết, canh những cái ngày đầu năm chốt hết cũng được anh chị. Sau đó chúng ta sẽ chờ nó test lại quanh cái mốc 110 chúng ta mua lại ha. Đó. Khả năng FRT nó sẽ qua Tết nó sẽ chỉnh đó. Nhóm khu công nghiệp. Nhóm khu công nghiệp khá giống với con FRT mình vừa nói, cũng tương tự, cách tương tự. Anh chị canh những cái ngày cuối của năm năm cũ, anh chị xem anh chị chốt bớt. Sau đó thì qua đầu năm mới nó tăng thêm 1-2 cây nữa, chúng ta có thể chốt lời thêm rồi chờ những cái nhịp chỉnh sau đó chúng ta mua lại sau ha. Tăng khá nóng á. GVR tương tự, LHG tương tự đấy, nó đều gặp với cản 34.5, GVR gặp cản 25.3 này. BCM thì cổ phiếu này test lại, thì nếu cổ phiếu này test lại rồi thì anh chị không nên bán, thậm chí anh chị có thể mua. Riêng con BCM này anh chị có thể canh mua cái vòng thứ hai ha. Vòng vừa rồi ở quanh 60 61 mua rồi, ai lên đến 66 chốt rồi á. Thì bây giờ nó đang quay lại quanh 63 anh chị lại mua lại cái vòng hai. Mua được nha, riêng con BCM này mua được. PHR bây giờ không mua được và nó cũng đang gặp cản. Nói chung là khu công nghiệp nó đang chia hai phe. Có những con nó đang gặp cản.
SSC cũng đang gặp cái vùng cản 4244. Có hàng thì nắm giữ tiếp vẫn được, hoặc là chốt lời một phần, phần còn lại nắm giữ tiếp. Nhưng mà để mua lúc này thì không ha. Nhưng mà ngược lại KBC thì lại đang mua được. Đấy. Nhóm khu công nghiệp thì có hai cổ phiếu là mua được, KBC và BCM. Anh chị có thể lựa lựa hàng, quẹo lựa ha. Đấy. Ok, một số nhóm như vậy thôi. Còn mình điểm qua những cái nhóm khác thì cũng không thấy điểm mua cho lắm. Ok, như vậy thôi anh chị ha. Thì tóm lại là thị trường thì nó sẽ khá ổn. Sau ngân hàng thì hy vọng là các cái nhóm khác nó sẽ tăng. Để đúng như cái câu nói gần đây mà chúng ta hay nghe, đó là không ai bị bỏ rơi trong mùa Tết này anh chị. Thì hy vọng là những cái phân tích của Tùng nó sẽ là thiết thực và hữu ích với tất cả anh chị. Hy vọng là những cái ngày cuối năm thị trường bứt phá và có thể chỉ số không tăng mạnh nhưng cổ phiếu của chúng ta sẽ bứt phá anh chị ha. Đó, ok. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi. Anh chị nhớ đăng ký subscribe kênh ha. Và nếu mà chưa có người tư vấn đồng hành thì anh chị hãy về với mình càng sớm càng tốt. Qua năm mới chúng ta sẽ có nhiều cơ hội mới ha. Cảm ơn chị rất nhiều. Anh chị nhớ like, nhớ share, nhớ thả tim, nhớ bình luận để giúp mình lan tỏa hơn. Số điện thoại của Tùng là 0902 986 119 nha. ID tại VBS là 8774. Welcome tất cả anh chị. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, sắm Tết thật là nhiều, đầy đủ. Và qua năm mới chúng ta có một năm mới bội thu trên thị trường chứng khoán chị ha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà.